Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quốc tế kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Bang và Peter Lâm Bùi. Ngày 28 tháng 8, một đài truyền thông quốc tế đưa tin, các tổ chức nhân quyền kêu gọi Việt Nam phóng thích hai nhà hoạt động trước phiên phúc thẩm. Theo đó, ngày 28 tháng 8, tổ chức theo dõi nhân quyền HAW kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy phán quyết có động cơ chính trị nhằm vào hai nhà hoạt động Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm ngay trước phiên phúc thẩm đối với hai nhà hoạt động này. Hình ảnh bài trên VOA tiếng Việt. Bài báo dẫn tin từ gia đình cho biết, phiên xử phúc thẩm đối với ông Trần Văn Bang diễn ra vào ngày 29 tháng 8 tại tòa cấp cao ở thành phố Hồ Chí Minh, còn phiên xử phúc thẩm đối với ông Bùi Tuấn Lâm diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tại tòa án cấp cao Đà Nẵng. Bài báo dẫn phát ngôn của ông Phil Robertson, phó giám đốc bang Á Châu của HAW nói trong một bài báo hôm 28 tháng 8 rằng ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm công khai phê phán cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước. Hành vi bất đồng chính kiến một cách ôn hòa không phải là phạm tội và các vụ án xét xử hai người này cần bị hủy bỏ. Bài báo dẫn lời một thành viên trong gia đình của ông Bang yêu cầu không nêu danh tính vì lý do an toàn, cho biết gia đình hy vọng phiên tòa sắp tới sẽ bảo vệ đúng đắn các quyền lợi hợp pháp có tình có lý đối với những người có trái tim yêu nước như anh Trần Bang. Hy vọng phía tòa án xem xét, đánh giá khách quan về những điều mà anh Bang chia sẻ lên tiếng đóng góp. Người này cho biết thêm, bài báo dẫn lời bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ của ông Bùi Tuấn Lâm từ Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi mong muốn rằng những điều bất hợp lý trong phiên tòa sơ thẩm và sắp tới đây là phiên phúc thẩm sẽ được công luận quốc tế nhìn thấy rằng ở việt nam pháp luật không được thượng tôn người dân không được có tiếng nói của mình không được có quyền tự do ngôn luận không được có quyền tự do biểu đạt bài báo dẫn thêm lời ông robertson cho biết sự vi phạm trắng trợn các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của chính quyền việt nam trở nên nghiêm trọng hơn vì việt nam hiện đang là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần gây sức ép để Việt Nam phóng thích tất cả các nhà bất động chính kiến và những người khác đang bị giam giữ vì đã thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Hình ảnh hai nhà hoạt động Trần Văn Bang bên trái và Bùi Tuấn Lâm. Tương tự, bài báo cho biết tổ chức Ân xá quốc tế hôm 28 tháng 8 kêu gọi hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Bang và ông Lâm, đồng thời viết trên Twitter rằng. Việt Nam phải chấm dứt việc giam giữ các nhà hoạt động chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ tùy tiện. Theo bài báo, Công an Việt Nam bắt giữ ông Trần Văn Bang vào tháng 3 năm 2022 và ông Bùi Tuấn Lâm vào tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hồi tháng 5, trong hai phiên tòa riêng biệt, ông Bang bị tuyên 8 năm tù, và ông Lâm bị tuyên 5 năm rưỡi tù. Bài báo cho biết thêm, ông Trần Văn Bang, 62 tuổi, nguyên là quân nhân, kỹ sư và là nhà hoạt động nhân quyền. Ông Bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, còn được gọi là Peter Lâm Bùi hay Thánh Rắc Hành. Ông nổi tiếng vì đã nhái theo hành động của đầu bếp nổi tiếng Salt Bay khi rắc muối và đút miếng thịt bò giác vàng trị giá 2.000 đô la vào miệng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam ông trần văn bang và ông bùi tuấn lâm đã tham gia vận động cho các quyền dân sự và chính trị ở việt nam cả hai đều tham gia các biểu tình chống trung quốc các cuộc biểu tình về vấn đề môi trường và nhân quyền ủng hộ các tù nhân lương tâm tham gia hỗ trợ tài chính cũng như tinh thần cho các nhà hoạt động và gia đình họ chính quyền việt nam luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .de với bản tin quốc tế kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Văn Bang và Peter Lâm Bùi, lao động Việt ở Đài Loan và những hệ lụy. Ngày 28 tháng 8, một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt cho biết người Việt lại đổ sang Đài Loan khi Hòn Đảo tìm cách chiêu mộ nhân công. Bài báo cho biết kể từ tháng 9 năm 2022, khi Đài Loan tuyên bố sẽ thu hút 400.000 lao động nước ngoài trong vòng 10 năm tới để bù đắp cho dân số trong độ tuổi lao động đang bị thu hẹp vì tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi của nước này. Số lượng lao động tại Việt Nam xuất khẩu sang đảo quốc này ngày càng tăng. Bài báo dẫn số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023 đã có 36.956 lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc, khiến cho hòn đảo này trở thành thị trường lớn thứ hai chỉ sau Nhật Bản 41.139 người tiếp nhận lao động Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA tiếng Việt. Bài báo dẫn lời Linh Mục Nguyễn Văn Hùng cho biết tình trạng lao động Việt Nam buộc phải bỏ trốn khỏi công ty đăng ký để lao động trong tình trạng bất hợp pháp bên ngoài hiện đang rất phổ biến tại Đài Loan. Họ luôn phải đối diện trong tình trạng có thể bị cảnh sát truy bắt và trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào. Đơn cử như trường hợp một công nhân Việt Nam hồi tháng 6 đã bị cảnh sát Đài Loan truy đuổi vào tận trong nhà thờ nơi Linh Mục Hùng đang cử hành thánh lễ, khiến ông phải tổ chức một cuộc tuần hành để bênh vực cho quyền của người lao động Việt Nam. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: "Hiện nay có rất nhiều công ty phá sản nhưng họ không công bố ra bên ngoài, họ vẫn đi xin Bộ Lao động Đài Loan cho phép họ nhận người. Mà Bộ Lao động Đài Loan thì đâu có gửi người đến các công ty để xem xét đâu. Và họ cũng đâu có qua Bộ Kinh tế để biết được công ty này làm ăn có khá hay không. Họ cứ theo nguyên tắc thủ tục để phê chuẩn thôi. Ông cho biết hồi tháng 6 vừa qua, có một nhóm 30 lao động Việt Nam đã đến nói với ông rằng họ chỉ mới sang Đài Loan được một tháng, nhưng đã bị công ty kêu lên thông báo là họ sắp đóng cửa và yêu cầu các công nhân Việt Nam phải đổi chủ mà muốn đổi chủ thì bây giờ không có việc cho họ làm điều thứ hai là những người công nhân nước ngoài ở Đài Loan mà muốn đổi chủ thì công ty môi giới đòi phải trả tiền mua việc mà tiền mua việc này thì đắt lắm Linh Mục Nguyễn Văn Hùng giải thích ông cho biết có nhiều người môi giới đòi công nhân phải trả từ 2.000 đến 3.000 USD để mua một công việc mới theo bài báo, nhiều công nhân tại Việt Nam không có khả năng trả khoản tiền này, nên đành phải trốn ra ngoài đi làm trong tình trạng bất hợp pháp để kiếm tiền gửi về Việt Nam trả nợ. Hình ảnh lao động Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đưa ra lời khuyên, người lao động Việt Nam có thể tìm hiểu thông tin về công ty tuyển dụng bằng cách nghiên cứu qua mạng Internet hay liên hệ với các cộng đồng tổ chức ở Đài Loan trước khi quyết định đóng tiền cho công ty môi giới. Số tiền mà theo quy định của nhà nước Việt Nam để sang Đài Loan làm việc chỉ tốn 4.000 USD thôi. Nên trên 4.000 USD thì đừng đi. Ông khuyến cáo thêm. Linh Mục cũng lưu ý, những người Việt muốn đi lao động ở Đài Loan nên cố gắng liên hệ trực tiếp với các công ty môi giới lớn có uy tín tại Việt Nam để nộp đơn đi xuất khẩu lao động. Không nên tin vào những lời quảng cáo hay ho của những người môi giới hay thông qua cò lao động tại các địa phương. Linh Mục Hùng cũng khuyên người lao động không nên trông chờ vào khả năng giúp đỡ của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam, một cơ quan đại diện cho chính phủ Việt Nam tại Đài Loan khi bị môi giới lừa đảo. Tóm lại, theo Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, người lao động Việt nên tự tìm hiểu thông tin và phải thật cẩn thận để tránh rơi vào bẫy của cò lao động khiến họ phải rơi vào tình cảnh công việc làm tại Đài Loan không mang lại đủ thu nhập để trả nợ tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Lao động Việt ở Đài Loan và những hệ lụy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d